Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học đầu tiên trong quyển sách Piano Issue 1 này. Và bây giờ thì chúng ta cùng khám phá một chút đối với những trang đầu tiên trong giáo trình này nhé. Chúng ta sẽ đến với trang đầu tiên, đó là chúng ta làm quen với phím đàn piano. Thì trên phím đàn piano có hai loại phím là phím đen và phím trắng. Phím trắng thì có các tên là A, B, C, D, E, F, G. 7 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của các con đấy. Rồi, tiếp theo, phím đen thì chúng ta sẽ được chia ra làm hai nhóm. Đó là nhóm có hai nốt đen sát nhau và nhóm có 3 phím đen sát nhau. Lát nữa cô sẽ chỉ kỹ hơn nhé. Đô sẽ đứng ở phía trước của hai phím đen. Đây. Đây là nốt đô, ký hiệu là chữ C đứng ở trước hai phím đen nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trang tiếp theo. Cô sẽ hướng dẫn cho các con cách phân biệt nốt nhạc đối với lại phím đàn piano như sau. Chúng ta sẽ có hai phím đen cạnh nhau, rồi đến 3 phím đen cạnh nhau, 2 phím đen, 3 phím đen, cứ như vậy. Vậy chúng ta sẽ đi tìm phím đô, chính là phím trắng ở phía trước hai phím đen. Như vậy ở đây cô có thể tìm được đây là phím đô này. Đây cũng là phím đô này. Và middle C, đây cũng là phím đô, nhưng đây là đô trung tâm nhé. Và tiếp theo, chỗ này cũng có nốt đô. Chỗ này có hai phím đen cạnh nhau thì phía trước nó cũng là đô. Đó là các nốt mà chúng ta cần phân biệt ở trên phím đàn. Thì quyển sách Easy X1 này, chúng ta sẽ chủ yếu đặt tay ở vị trí đô trung tâm. Nên các con cần lưu ý và nhớ kỹ cho cô là phím đô trung tâm là ở phím giữa của bàn phím của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trang tiếp theo nhé. Ở trang này, chúng ta sẽ được giới thiệu về middle C ở trong âm nhạc, tức là đô trung tâm. Âm nhạc sẽ được viết ở trên các dòng và các khe. Và nó gọi là khuông, the staff là khuông nhạc nhé. Trong âm nhạc thì có các loại nốt khác nhau. Thì ký hiệu đơn giản mà chúng ta được học đầu tiên đó là nốt tròn. Và nốt tròn thì được viết như thế này, như một hình tròn. Và nốt tròn này sẽ được giữ tay ngân dài 4 phách. Một điểm nữa, clef sai nghĩa là khóa. Thì chúng ta sẽ được học hai loại khóa, đó là khóa son, treble clef, và bass clef là khóa pha. Thì ở nốt nhạc middle C, đô trung tâm được viết ở khóa son như thế này. Thì khi chơi đô trung tâm này, chúng ta sẽ ngân dài 4 phách và chúng ta sẽ chơi khóa son này với tay phải nhé. Còn ở khóa pha này thì nốt đô trung tâm được viết như thế này. Và chúng ta ngân dài nốt đô tròn này cũng 4 phách và chúng ta sẽ chơi khóa pha này bằng tay trái. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá đến trang tiếp theo nhé. Ở trang này thì chúng ta sẽ được học về bar line, nghĩa là vạch nhịp này. Chúng ta sẽ được học ô nhịp này. Bây giờ các con cùng quan sát nhé. Trong một đoạn nhạc này, chúng ta có measure là ô nhịp. Mỗi ô nhịp này sẽ được phân chia bằng các bar line, tức là vạch nhịp. Ô nhịp này sẽ luôn có số phách bằng nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp. Phần số phách đấy sẽ được quyết định bởi cái số mà đặt ở đằng sau khóa thì sẽ có số phách như thế nào. Ví dụ như ở trong quyển sách này thì các con sẽ lưu ý đến cái số ở phía trên. Nó sẽ chỉ dẫn cho mình là chơi bao nhiêu phách trong ô nhịp nhé. Ví dụ như nhịp 4-4 thì chúng ta để ý số ở trên là 4, thì là 4 phách trong một ô nhịp. Còn nhịp 3-4 thì chúng ta để ý số ở trên này sẽ là 3 phách trong một ô nhịp. Còn nhịp 2-4 thì có 2 phách trong một ô nhịp. Đó là những thứ mà các con cần nhớ nhé. Về số ngón tay thì đối với tay trái chúng ta sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Tay trái chúng ta sẽ đếm ngón cái là 1 này, ngón trỏ là ngón 2, ngón giữa là ngón 3, ngón áp út là ngón 4 và ngón út là ngón 5. Thế còn tay phải thì chúng ta ngược lại. Thì có một cách đếm khá là hay và đơn giản là các con úp hai bàn tay lại với nhau. Thì ngón 1 là ngón này, ngón 2, ngón 3, ngón 4 và ngón 5.
Đây là một mẹo mà cô hướng dẫn cho các con nhớ về số ngón tay đối với cả hai tay nhé. Đó là những phần mà chúng ta cùng khám phá ở 4 trang đầu tiên trong giáo trình này. Bây giờ thì chúng ta cùng vào bài thôi. Chào các con, chào mừng các con đến với bài học đầu tiên trong quyển sách Piano Easy 1. Ở bản nhạc này thì chúng ta sẽ được học về đô trung tâm với khóa son và nó là nốt đô tròn. Bây giờ các con cùng quan sát, nốt đô tròn được viết như thế này ở khóa son và nhịp 4-4 thì có 4 phách trong một ô nhịp, chúng ta sẽ đếm như sau này. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, chúng ta sẽ đếm đều như vậy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con gọi tên nốt nhạc của bản nhạc này nhé. Nốt đô còn có ký hiệu chữ cái là chữ C. Chữ C. Và đô trung tâm thì ở giữa phím đàn trên bàn phím của các con nhé. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp 1 2 3 4 1 2 3 4 đô 2 3 4 đô 2 3 4 đô 2 3 4 đô 2 3 4. Các con lưu ý là chúng ta sẽ chơi với tay phải ngón số 1 này. Và sau khi chúng ta chơi thì chúng ta cần phải đếm nhịp. Ví dụ là 1 2 3 4 là một cách, hoặc chúng ta đô 2 3 4 là một cách nữa. Và chúng ta có thể lựa chọn. Và lưu ý là khóa son chúng ta sẽ áp dụng chơi tay phải đối với quyển sách này nhé. Nhịp 4-4 thì trong quyển sách này là 4 phách. Rồi chúng ta sẽ chơi. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi bản nhạc này ở trên phím nhé. Các con cùng quan sát này. Trước khi vào bài học đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn cho các con tìm phím đô ở trên phím đàn nhé. Bây giờ các con có thể nhìn thấy là cụm 2 phím đen và 3 phím đen, 2 phím đen, 3 phím đen, 2 phím, 3 phím. Những chỗ này sẽ xếp cạnh các phím đen với nhau. Vậy thì phím đô sẽ là phím trắng nằm ở phía trước hai phím đen. Đây là đô này. Đô, 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 đô. Và cuối cùng cũng có một nốt đô. Vậy nốt đô trung tâm có thể xác định bằng ở giữa đàn, hoặc các con có thể đếm từ dưới lên thì nó sẽ là đô thứ tư. Ví dụ đô 1, đô 2, đô 3 và đô 4. Thì bây giờ ở bài này, các con sẽ đặt ngón 1 ở vị trí đô thứ tư, tức là đô trung tâm. Và chúng ta sẽ vừa chơi, vừa giữ lại và ngân dài 4 phách nhé. Bây giờ các con cùng quan sát cô này. 1, 2, 3, 4. Đô 2, 3, 4. Đô 2, 3, 4. Đô 2, 3, 4. Đô 2, 3, 4. Như vậy là cô Vân đã vừa chơi một lượt từ đầu đến cuối của bản nhạc này. Khi chơi đàn thì các con nhớ là chúng ta sẽ khu ngón tay giống như là chúng ta ôm nắm bàn tay ở bên tay trái này. Và chúng ta ôm lại, rồi sau đó chúng ta đặt lên. Và làm sao chúng ta ngồi thẳng lưng, tay chúng ta có thể di chuyển thoải mái. Và thả lỏng từ vai cho xuống cổ tay và ngón tay. Thế thì trước khi các con gõ thì các con nhấc tay lên và các con hạ xuống như thế này một cách thoải mái này. Và dứt khoát. Đấy là cách để chúng ta gõ. Bây giờ thì cô sẽ chơi cùng với lại nhạc beat. Các con cùng lắng nghe nhé. Đầu tiên thì cô sẽ đếm nhịp 4-4. Thì cô sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sau đó thì cô mới bắt đầu chơi cùng với nhạc nhé. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Chúng ta quay lại này. Đô 2 3 4. Đô 2 3 4. Đô 2 3 4. Đô 2 3 4. Như vậy là bản nhạc này cô chơi 2 lần từ đầu cho đến cuối, sau đó là các con đếm 2 3 4 và chúng ta lại quay lại thêm một lần nữa. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con ở tốc độ nhanh nhé. 1, 2, 3, 4.
Như vậy cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài Mi Do Si in whole note. Ở bài này chúng ta lưu ý về vị trí ở trên phím đàn là phím đô trung tâm nằm ở giữa đàn này. Chúng ta lưu ý về cách gõ khung ngón tay và nâng ngón tay lên hạ xuống thả lỏng và tự nhiên nhé. Đấy là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba các con cần lưu ý trong bài này là chúng ta nhớ được vị trí nốt đô được ghi ở trên bản nhạc như thế nào. Đó là những điểm mà chúng ta cần phải nắm chắc trước khi chúng ta sang học bài mới. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Chào mừng các con đến với bài học tiếp theo. Ở trang số 9, cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Middle C is a whole note, nghĩa là nốt đô tròn ở vị trí đô trung tâm. Nhưng hôm nay chúng mình sẽ học một nốt ở khóa khác, đó là khóa pha. Vậy khóa pha thì nốt đô trung tâm sẽ được viết như sau. Nó được viết cao hơn 5 dòng kẻ nhé. Dòng kẻ được đếm từ dưới lên là 1, 2, 3, 4, 5. Thì nốt đô này được viết ở cao so với 5 dòng kẻ. Và nhịp 4, 4 thì cũng như bài học trước thì cô sẽ đếm là 1, 2, 3, 4. Sau đó là cô sẽ bắt đầu đọc nốt. Và bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc tên nốt nhạc bản nhạc này nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Đó là 4 nốt đô tròn được viết để chúng ta chơi ở trên tay trái. Về ký hiệu thì chúng ta nhớ là cứ nốt đô chúng ta sẽ ký hiệu bằng chữ C. Và nốt middle C thì chúng ta chỉ chơi ở phím ở giữa đàn thôi. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con ở trên phím, các con cùng quan sát nhé. Đối với bài đô trung tâm ở khóa pha, trang 9 chúng ta sẽ đặt tay trái ngón 1 lên phím đô trung tâm. Và phím đô này đương nhiên là đô thứ tư tính từ dưới đàn lên. Hay có thể là các con xác định ngay đô ở giữa đàn cũng là đô trung tâm nhé. Bây giờ cô sẽ làm mẫu bản nhạc này và đếm nhịp. 1, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Đây là cô đã hướng dẫn cho các con nốt đô tròn ở vị trí đô trung tâm. Và sau đây cô sẽ chơi với lại nhạc beat tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Thì các con lưu ý một điểm là nhịp 4-4 thì chúng ta sẽ đếm là 1-2-3-4. Sau đó chúng ta mới bắt đầu chơi. Đếm 2 lần như vậy. Và bản nhạc này cũng sẽ được chơi 2 lượt từ đầu đến cuối. Bây giờ các con cùng nghe. 3-4-1-2-3-4. 1-2-3-4. Đô-2-3-4. Đô-2-3-4. Đô 2 3 4 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 Và sau đây cô Vân sẽ chơi ở tốc độ nhanh. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Vừa hướng dẫn xong cho các con nốt tròn ở khóa pha mà chúng ta sẽ sử dụng và chơi tay trái. Ở bài này chúng ta lưu ý cho cô 3 điểm nhé. Thứ nhất là chúng ta nhớ được vị trí phím đô ở trung tâm. Chúng ta đặt ngón 1 ở phím đó và chúng ta sẽ chơi tay trái khum, thả lỏng vai, thả lỏng cơ thể nhưng ngồi thẳng lưng nhé. Chân của các con thì cần đặt được ở dưới mặt sàn hoặc chúng ta cần một cái ghế để chúng ta đặt lên cho thật vững chãi. Thế còn một điểm nữa, điểm cuối cùng chúng ta cần lưu ý trong bài này đó là chúng ta nhớ được vị trí nốt đô nằm ở đâu trên khóa pha nhé. Chúc các con luyện tập bản nhạc này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.